Ngày 29 tháng 4 năm 2014, các phương tiện đường bộ đường sắt đồng loạt tăng chuyến, lập thêm đoàn tàu, nối thêm toa để chở người dân rời thành phố Hồ Chí Minh về quê đi chơi lễ trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Chính sự kết hợp này đã tạo áp lực giao thông lên cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, nơi giao cắt giữa hai tuyến đường của hai loại hình phương tiện giao thông này. Theo kế hoạch, bến xe miền Đông huy động 1.250 số lượt xe xuất bến, tăng gần 300 lượt xe so với ngày thường. Trong khi đó, ga Sài Gòn tăng thêm 6 đoàn tàu đi Nha Trang, nâng số đoàn tàu hoạt động trong ngày lên khoảng 20 đoàn. Khoảng 17 giờ 20, hàng trăm chiếc xe đò xuất bến từ bến xe miền Đông để đưa người dân về quê đi chơi. Vừa qua khỏi cầu Bình Triệu thuộc quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm phương tiện bị khựng lại bởi một đoàn tàu đang tiến dần từ ga Sài Gòn đến giữa ngã tư Bình Triệu, nơi giao cắt giữa tuyến đường quốc lộ 13 với Kha Vạn Cân. Cùng lúc, một đoàn tàu khác từ ga Bình Triệu hướng vào ga Sài Gòn phải nằm tránh tại một đường ray phụ trong ga Bình Triệu. Khi đoàn tàu từ ga Sài Gòn vừa thoát khỏi ngã tư Bình Triệu thì các phương tiện túa ra tạo thành cảnh hỗn loạn. Liền đó, lực lượng chức năng tiếp tục kéo thành chắn để đoàn tàu từ ga Bình Triệu đi vào ga Sài Gòn. Các phương tiện khác lại tiếp tục xếp hàng chờ đợi. Phải mất 15 phút sau, các phương tiện khác mới di chuyển được. Tuy nhiên, tình hình giao thông lúc này đã hỗn loạn kéo dài đến tối cùng ngày. Trong khi đó, tại bến xe, hàng ngàn khách sau khi mua được vé vẫn phải chờ hàng giờ để đợi xe quay đầu vào bến. Càng về cuối ngày, lượng khách đến bến xe miền Đông càng tăng. Các quầy vé hoạt động hết công suất nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ tại một số quầy vé. Dự kiến, trong ngày lượng khách đến bến xe miền Đông có thể đạt trên 40.000 lượt khách, chủ yếu khách tập trung đi các cự ly gần khoảng dưới 300 km.